Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi thìn. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Một trong những cái tháng mà có tam hợp với tuổi của mọi người ở trong năm nay. Về phần địa chi mà được tam hợp thì phần nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự vui vẻ, cái sự hanh thông, sự tốt đẹp ở trong tình cảm và gia đạo. Hy vọng rằng với cái sự hanh thông về tình cảm và gia đạo của người tuổi thìn, vốn dĩ là những người thích hướng ngoại, sẽ có được cái sự tốt đẹp, vui vẻ, dẫn đến những cái ngày cuối năm như là Noel, Tết Tây. Năm nay là người tuổi thìn, tuy là không phải là năm hạn, năm hạn là năm của năm Tuất, nhưng mà bây giờ là qua năm Hợi rồi, nhưng mà tuổi thìn cũng vẫn chưa cất cánh được, vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các anh các chị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Dù rằng là năm nay là năm Mộc, không có ảnh hưởng gì đến bộ mạng sức khỏe, từ đầu năm giờ thấy nếu mà nói có tai nạn hay là cái gì thì không có ảnh hưởng nhiều đến người Giáp Thìn. Tuy nhiên là về công việc làm ăn thì vẫn chưa thấy hanh thông, dù là Giáp hợp kỹ, đáng lẽ là một năm ảnh hưởng nhiều đến cái công việc, nhưng thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều đến công việc, nhưng mà rõ ràng là vẫn chưa được gì. Hậu quả của cái năm Mậu Tuất để lại quá lớn, cho nên là dù là nói là năm thuận lợi nhưng mà vẫn chưa thấy là mình khắc phục xong hậu quả. Đến tháng này là bắt đầu vào những cái tháng đầu tiên của chu kỳ 12 giáp ở trong 12 thân, vào tháng Bính Tý nè, rồi Đinh Sửu nè, coi như là Tý Sửu Dần Mèo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi, là nối vào cái năm Canh Tý, cho nên là cả năm sơ tới là một cái năm gọi là được năm, thuận năm, là năm tam hợp với địa chi tất cả các người tuổi thìn. Thì hy vọng rằng đó là năm các anh các chị tuổi Bính Thìn cũng như là Giáp Thìn đã có được cái sự bất dậy về kinh tế, về mọi thứ. Rồi bây giờ thì trở lại với cái tháng 11, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019. Thì đầu tiên hết thì phải nói đến những người Nhâm Thìn sinh năm 1952 với mệnh trường lưu thủy. Tháng Bính Tý là một tháng thủy tu luôn. Như vậy xét về trụ mạng là thủy đồng hàng, bổ mạng sức khỏe ok, không có vấn đề. Ngon. Thiên can của chữ Nhâm, Nhâm Thìn sẽ khắc Bính, gọi là tháng tương khắc với thiên can. Coi như là thiên can tương khắc tháng. Công việc báo hiệu nhiều khó khăn chống phá. Các anh các chị Nhâm Thìn, phải nói đúng chính xác là các bác trai, các bác gái tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 này, từ lớn hơn ba mình, thì là đa phần ở những cái giai đoạn là nghỉ hưu rồi, chứ còn gọi là cố gắng an hưởng tuổi già hoặc là làm cái gì đó nhỏ nhỏ thôi. Cho nên gặp cái thiên can mà tháng như thế này thì coi chừng những cái việc nó không tốt đẹp cho công việc, cẩn thận nó vẫn tốt hơn. Địa chi thì Thìn gặp Tý là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, dấu hiệu của tình cảm gia đạo yên vui, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ở cái tuổi lớn như vậy, ở cái tuổi lớn của các bác trai bác gái tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 này, thì cái sự an vui vui vẻ ở trong gia đình gia đạo của mình là một cái điều tích cực. Như vậy thì đối với người Nhâm Thìn sinh năm 1952, cái tử vi của tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019 thì phải cẩn thận chủ yếu về phần công việc một tí xíu, còn ngược lại bổn mạng và gia đạo không phải là vấn đề. Nếu như các anh các chị mà đang ở trong cái giai đoạn gọi là nghỉ hưu, không còn đi làm nữa, thì cái thiên can ảnh hưởng phần công việc cũng chả làm gì được mà. Có được cái mạng đồng hàng, địa chi là được tam hợp thì vui vẻ gia đạo là một cái niềm rất là vui vẻ, rất là tốt đối với những người nữ mạng sinh năm 1952 Nhâm Thìn. Vốn dĩ nắm chữ Nhâm thì cực thân ha. Rồi người tuổi Thìn tiếp theo là các anh các chị tuổi Giáp Thìn, một trong những cái tuổi mà chịu nhiều khó khăn ở trong cái năm Mậu Tuất. Sang tới năm nay thì rõ ràng là vẫn chưa thấy dấu hiệu của hồi phục kinh tế.
cũng lẫn như là nhiều chuyện khác. Đây, đối với tháng 11 này, người Giáp Thìn là mệnh phúc Đăng Hỏa, gặp tháng là tháng Thủy, bính tý là Thủy. Như vậy là Thủy khắc hỏa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái bất trắc về tai nạn có thể phạm thân. Đây là một cái điều không có nghe không có vui ha. Khi mà bổn mạng bị tương khắc như vậy á, thì sao? Thì phúc tinh và tài tinh sẽ bị khống chế, phá và bại tinh sẽ tiếp tục hoàn thành. Thiên can giáp bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Còn nạp âm ngũ hành của giáp là mộc, bính là hỏa, cho nên là sinh xuất về nạp âm ngũ hành rất dễ gây ra hao tài nhưng không quá lớn. Cộng với cái việc mà bổn mạng bị tương khắc này, phúc tinh tài tinh bị mất tác dụng thì thật sự là tháng này, tháng 11 âm lịch này coi chừng tồn tại. Nhưng mà nó, một là nó nằm trong cái sự tính toán của anh chị, có thể là đầu tư, hay là có thể là cái số tiền nó mất nó không đáng đi ha. Đó là cẩn thận về mặt tiền bạc. Địa chi thì cũng giống như tuổi Nhâm Thìn, nó thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn. Tam hợp dấu hiệu của cái sự yên vui tốt đẹp của gia đạo. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của gia đạo này thì nó sẽ ảnh hưởng tương sinh thêm các mối quan hệ, tạo cho cái sự quan hệ trong cuộc sống nó tốt đẹp hơn, dẫn đến tiền tài, dẫn đến những cái công việc mới, cái vận hạn mới tốt đẹp hơn với các anh chị. Như vậy với tháng 11 bính tý của năm Kỷ Hợi 2019, đặc biệt các anh các chị Giáp Thìn phải cẩn thận cái bụng mạng của mình ha. Đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau, rất là dễ xảy ra những cái việc không tốt cho bụng mạng và sức khỏe. Các chị thì coi chừng phần dưới của mình ha, các anh thì tay chân. Đó, rồi đó là cái tháng 11 đối với Giáp Thìn. Tiếp theo là các anh các chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 với mệnh sa trung thổ. Mệnh sa trung thổ gặp tháng Thủy là thổ khắc Thủy, là bản mệnh khắc tháng, cho nên là sức khỏe và bổn mạng cũng không được tốt đẹp, cần thận trọng hơn. Rồi, thiên can chữ Bính thì đồng hành, công việc không gặp khó khăn và thậm chí là có dễ có tài lộc, bởi rằng địa chi của tháng là tam hợp thân tý thìn tam hợp. Như đã nói, khi mà thân tý thìn tam hợp này, ngoài cái sự tốt đẹp cho gia đạo tình cảm trong nhà, nó còn ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ. Vốn dĩ người Bính Thìn nam mạng gần như là sống nhờ quan hệ, sống rất là tốt với, thậm chí là tốt với bạn còn hơn vợ con. Cho nên là hy vọng rằng các mối cái thời điểm này của năm cộng với những cái tam hợp của tháng sẽ tạo ra các mối quan hệ, tạo ra nhiều cái việc làm hanh thông, quý nhân giúp đỡ các anh các chị có được cái sức bật lên ở trong cái bắt đầu từ những cái năm tốt đẹp nhất của mình đang làm phân tích ha. Rồi đó là cái tử vi của tháng 11 âm lịch đối với người Bính Thìn. Tiếp theo là người Mậu Thìn sinh năm 1981 với mệnh Đại Lâm Mộc. Người mệnh Mộc gặp tháng Bính Tý tháng Thủy là bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, bổn mạng, phúc tinh và tài tinh, vì thế được hưởng lợi ngon lành đó ha. Khi đó thì phúc tinh ngon, tài tinh ngon. Rồi thiên can Mậu Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ với mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Mậu là thổ, nạp âm của Bính là thủy, quên lộn, là hỏa, cho nên là hỏa sinh thổ, nạp âm ngũ hành tương sinh, rất dễ có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu gì nhiều. Hy vọng rằng với cái sự tương sinh về bổn mạng, phúc tinh và tài tinh sáng lên, gặp nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh thì tốt, rất tốt cho công việc và có nhiều tài lộc hơn là cái mình đang có. Địa chi lại là thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn, cho nên là rõ ràng đối với cái gia đạo tình cảm của cái người mà Mậu Thìn ở trong tháng này sẽ nhiều cái tốt đẹp, nhiều cái biến chuyển có lợi. Rõ ràng cái tử vi của tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi có khá nhiều cái tích cực đối với Mậu Thìn. Vì sao? Vì là bổn mạng thì được tương sinh,
à, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng tương sinh. Rồi á là tam hợp địa chi, hy vọng rằng với nhiều cái tương sinh như thế này sẽ có được cái sự tích cực đối với cái người mậu thìn, đặc biệt là các em mậu thìn nữ mạng. Vốn dĩ là nữ nắm chữ mậu, tình cảm nó không có được suôn sẻ, nó hay có gãy đổ, nó hay có những cái không tốt đẹp. Hy vọng rất nhiều cái tốt đẹp như thế này ở trong cái tháng 11. Các em mà còn độc thân sẽ sớm có được cái người có thể nắm tay nhau đi chơi Noel ha, Tết Tây, thậm chí là lâu dài ở tương lai. Đó là điều rất là vui cho người mậu thân. Người cuối cùng của tuổi thìn mình phải xét đến đó là các em nhỏ tuổi canh thìn sinh năm 2000 với mệnh bạch lạc kim. Người bạch lạc kim thì gặp tháng thủy là sinh xuất, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không được tốt cho lắm. Đây là cái điều mình nói cho các em nam mạng canh thìn. Canh thìn tuổi này thì hay đi xa, thích đi xa, thích một mình rong ruổi. Nhưng mà tháng này có đi xa thì đừng đi một mình, nó không được tốt đẹp cho lắm. Thiên can là cái phần nói về công việc ảnh hưởng nhiều, thì sao? Chữ bính nó khắc chữ canh. Thấy không ổn rồi ha. Bính nó khắc canh. Cho nên là thiên can bị tháng tư khắc, công việc báo hiệu nhiều khó khăn, cẩn thận làm bào để tắt. Các em canh thìn còn nhỏ, đa phần là đang học năm 2 gì đó của đại học cao đẳng, hoặc là các em mà có đi làm thì cũng là đang trong cái giai đoạn gọi là học nghề, xây dựng sự nghiệp. Mà cái tháng này sẽ nhiều khi gặp cái sự chống phá, gặp cái sự tạo cái sự khó khăn. Sếp từ xưa giờ sếp không sao, đi làm không sao, tự nhiên tháng này sếp dở quẻ, chữ đồ này kia, thì tháng này nó khiến như vậy. Nhiều khi từ trưa mình chưa làm sai, sếp nói nặng mình tiếng, nhưng mà bây giờ bị nói nặng, tức quá nghĩ đừng, tháng này nó khiến như vậy, mình phải coi như là cẩn thận, mình phải gọi là nhìn nhục một tí xíu. Địa chi thì cũng giống như tất cả các tuổi thìn khác thôi, với thân tí thìn tam hợp cho nên là dấu hiệu của tình cảm sẽ phát huy tác dụng rất là nhiều. Các em ở tuổi canh thìn này đang là những cái người mà rất ở tuổi hẹn hò cặp kê, có dấu hiệu của tam hợp này thì tình cảm sẽ sinh sôi nảy nở tốt đẹp. Thậm chí mà các em sẽ có, nếu như mà gặp được một tình cảm nào tốt đẹp ở trong cái khoảng tháng này thì rất là vui vẻ, đúng không? Đối với người mà canh thìn sinh năm 2000 này, thì các em ở trong cái tháng bính tý, ngoài cái việc cẩn thận về cái công việc ký tá giấy tờ làm ăn, thì bổn mạng cũng bị sinh xuất một tí xíu, đặc biệt với nam mạng rất dễ bị suy hao về sức khỏe, cho nên là cẩn thận. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng bính tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi cho tất cả những người tuổi thìn. Ngoài những cái việc tốt đẹp về cái phần địa chi là phần liên quan đến tình cảm, thì bên cạnh đó cũng có những cái tuổi bổn mạng không được tốt, đặc biệt canh thìn thì công việc sẽ có chút chống phá, cho nên là mọi người cẩn thận. Hy vọng rằng với những cái thông tin mình vừa tổng hợp sẽ giúp ích được cho tất cả những người tuổi thìn có được cái nhận định là biết được xấu tốt, nên cương hay nhu ở trong mọi cái mối quan hệ công việc, bổn mạng và gia đình. Hy vọng rằng là mọi người ứng dụng nó tốt mà có được cái tháng bính tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi nhiều cái hạnh thông và tốt đẹp. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi thìn được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.